Cái thằng kia, mày làm thế mày coi được à? Tại biểu nó mù, nó sáng mắt rồi đâu có bị gì đâu. Mày rảnh đúng không? Giúp nó đi. Mày cẩn thận đó nha. Em có sao không? Một bản CV hoàn hảo, khi nào cậu bắt đầu đi làm được? Nhưng lương của tôi không có thấp đâu nha. Chuyện đó thì cậu không cần phải lo. Ồ, người quen à, mày làm công ty này hả? Mày làm bộ phận nào ấy? Ê, có khi ra là sếp của mày luôn. Mà chuyên môn của mày là cái gì? Giúp đỡ người đàn độc, đúng không? Đừng có căng thẳng quá, tao không bao giờ bạc đãi người tốt đâu. Sếp. Dạ sếp, đây là trưởng phòng marketing mới của chúng ta. Cậu ấy rất là giỏi. Công ty mình vẫn chưa có trưởng phòng marketing đâu. Là sao ạ? Em tiếp tục tuyển trưởng phòng marketing cho anh nhé. Nhưng mà cậu ấy thành tích rất là xuất sắc ạ. Anh không có tuyển những cái trưởng phòng marketing ấy, mà có điểm đạo đức nó bằng không. Tiếp tục tuyển cho anh nhé.